Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 6 tháng 10 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải siết chặt các điều kiện về an toàn trong hoạt động vận tải bằng tàu cao tốc, đặc biệt là tàu cao tốc cánh ngầm, đồng thời phải có quy định cụ thể về niên hạn sử dụng tàu cao tốc, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ phương tiện không thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định để xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt, tuyệt đối không cho phép tàu thuyền xuất bến khi chủ tàu không tuân thủ các quy định về an toàn và các quy định khác của pháp luật. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khởi tố để sớm đưa ra xét xử những vụ vi phạm điển hình. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết, tuần qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý 12.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó đã tạm giữ 75 ô tô, 515 mô tô và 4.120 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe đối với hơn 1.000 trường hợp. Đáng chú ý, tuần qua, Phòng Cảnh sát Giao thông đã triển khai chuyên đề về tổng kiểm tra, xử lý xe mô tô, người điều khiển xe mô tô có dung tích từ 175cm khối trở lên, vi phạm luật giao thông đường bộ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử lý một trường hợp, tạm giữ một phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, lỗi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe máy, xe đạp điện trong tuần qua vẫn diễn ra phổ biến, với hơn 2.000 trường hợp bị phát hiện và xử lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức yêu cầu Công ty Cổ phần An Sinh, đơn vị thu phí đường bộ trạm Hoàng Mai, khẩn trương sửa chữa các hư hỏng mặt đường. Theo khu quản lý đường bộ 4, hiện trên tuyến quốc lộ 1 thuộc khu vực trạm thu phí Hoàng Mai, nhiều vị trí đã xuống cấp nặng, xuất hiện ổ trâu ổ gà, gây nguy hiểm các phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng nói, các hư hỏng trên đã xuất hiện từ lâu và không được xử lý kịp thời. Đến trước ngày 15 tháng 10 này, nếu Công ty Cổ phần An Sinh không thực hiện, Tổng cục Đường bộ sẽ báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải dừng thu phí trạm thu phí Hoàng Mai cho đến khi sửa chữa xong mặt đường. Để tạo điều kiện mua vé tàu dễ dàng và đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tận dụng hết phương tiện hạ tầng hiện có để mỗi ngày có thể bán được cho 10.000 hành khách. Đồng thời, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tăng thêm số lượng tàu để phục vụ người dân. Cụ thể, Tết Quý Tỵ vừa rồi dùng 13 đôi tàu, thì Tết năm nay sẽ tăng lên 14 đôi tàu. Tổng công ty này cũng cho biết giá vé tàu Tết năm nay sẽ tăng từ 2% đến 10%. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo ngành đường sắt và các đơn vị bán vé tàu Tết năm nay không để xảy ra hiện tượng thiếu vé, tuồn vé ra ngoài chợ đen. Cách đây hơn một tháng, tại căn nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người từng giúp việc cho Đại tướng đã có một cuộc hội ngộ nhân dịp sinh nhật lần thứ 103 của Đại tướng. Tại đây, nhiều cán bộ lão thành lo ngại đến ngày xấu nhất, đó là ngày Đại tướng ra đi. Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi Đại tướng nằm xuống, Hà Nội cần có một con đường mang tên ông. Theo giáo sư sử học Phan Huy Lê, trong quy chế đặt tên đường của Hà Nội, các nhân vật hiện đại sau khi mất 10 năm mới xem xét đặt tên đường. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đặc biệt không cần chờ đến 10 năm, sau khi mất có thể đặt tên phố ngay. Các nhân vật lịch sử như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng là tiền lệ. Theo giáo sư Phan Huy Lê, trường hợp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng cần đặt cách như vậy. Vấn đề là chọn con đường nào xứng đáng, khang trang, tiêu biểu cho công lao cống hiến của Đại tướng đối với đất nước, với thủ đô. Nhiều ý kiến các nhà khoa học gợi ý, Hà Nội có thể chọn đường cao tốc từ Nội Bài đến cầu Nhật Tân, nối sân bay và trung tâm thành phố để đặt tên đường mang tên Đại tướng. Theo các nhà khoa học, đây là con đường xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng cơ sở hiện đại. Cầu Nhật Tân đang gấp rút xây dựng, con đường sắp hình thành, lấy tên Đại tướng đặt tên là hợp lý. Để thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho người dân, Tổng đài nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tàu Tết 8205 đã được đưa vào hoạt động từ sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, chỉ sau đúng một ngày, số thứ tự mua vé đã được phát ra gần hết. Trong ngày đầu triển khai bán vé tàu Tết, khách đến ga rất ít, nhưng người nhắn tin vào tổng đài 8205 lại rất đông và chỉ cần chậm một chút là hết số thứ tự trong ngày. Theo quy định,
Mỗi ngày tổng đài chỉ cung cấp 400 số thứ tự đặt mua vé. Tuy nhiên, ngay sau khi tổng đài khởi động thì 400 số thứ tự đặt mua vé để đến ga mua vé trong ngày đầu tiên, mùng 10 tháng 10 lập tức được lấy hết. Đến chiều cùng ngày, số thứ tự mua vé đã được phát đến ngày 22 tháng 10. Theo ga Sài Gòn, mỗi ngày tổng đài sẽ cung cấp 400 số thứ tự qua tin nhắn SMS để hành khách mang đến ga mua vé. Nếu phát hết số trong một ngày, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật số thứ tự cho ngày tiếp theo. Thời gian cung cấp số thứ tự mua vé qua tin nhắn từ nay đến ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, trong ngày đầu, số thứ tự đã được phát hết đến ngày 24 tháng 10, nên khả năng số lượng số thứ tự đặt mua vé còn lại rất ít. Cục Đường sắt Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quy hoạch chi tiết đường sắt đầu mối khu vực thành phố với 8 tuyến đường sắt quốc gia được quy hoạch xây dựng. Lần này quy hoạch cũng xác định rõ ga Thủ Thiêm là ga đầu mối đón trả khách của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam khẳng định, quy hoạch vẫn lấy ga Hòa Hưng làm tâm của mạng lưới đường sắt phía Nam làm cơ sở xây dựng các công trình đường sắt trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ hình thành thêm nhiều tuyến đường sắt mới làm nhiệm vụ kết nối với các tỉnh miền Tây có tuyến đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Cần Thơ, kết nối với tuyến Tràng Bom, Hòa Hưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 174 km. Ở khu vực phía Đông có tuyến đường sắt mới Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang bắt đầu từ ga Thủ Thiêm đi song song về bên phải đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây với chiều dài toàn tuyến gần 370 km. Cục này cũng cho biết, để thực hiện quy hoạch này thì cần diện tích hành lang an toàn và chỉ giới xây dựng của đường sắt gần 1.460 ha ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tổng mức đầu tư được khái toán là gần 341.300 tỷ đồng. Liên quan tới vụ tai nạn hy hữu làm anh Võ Thanh Phú, 26 tuổi, ngụ tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tử vong, được công an xác định là do bò của người dân thả rong. Đáng nói là tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có người đứng ra nhận là chủ nhân của con bò. Vì thế, cơ quan chức năng hiện vẫn phải tạm giữ con bò. Trước đó, khuya ngày 4 tháng 10, anh Phú vào bệnh viện ở Bình Dương thăm người em gái sinh con. Đến rạng sáng, anh chạy xe máy về nhà, nhưng do đường tối không phát hiện bò của người dân thả rong nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy. Tai nạn làm anh Phú ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện đầu xe máy của nạn nhân có dính lông bò và một con bò bị thương chảy máu. Ngay sau đó, xe cẩu đã đưa con bò về trụ sở để làm rõ chủ sở hữu. Tuy nhiên, không một người dân nào trong khu vực xảy ra tai nạn thừa nhận con bò trên là của mình. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND phường Phú Tân cho biết, toàn phường có hơn 600 hộ thì hiện có tới 62 hộ nuôi trâu bò. Tiếp theo sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Đầu năm 2013, thực hiện thông tư số 12 của Bộ Công an bắt buộc các phương tiện sau khi thực hiện việc mua và bán phải sang tên đổi chủ, nếu không sẽ bị xử lý vi phạm giao thông. Từ chủ trương này, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông tại các tỉnh và thành phố đã phát hiện ra hàng loạt xe gian, xe trộm cắp khi đem đi đăng ký sang tên đổi chủ. Đáng nói là loại phương tiện này được người dân mua lại với giá khá là rẻ mạt, ghi nhận của VTC 14 tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình. Sau khi có thông tư 12, trung bình mỗi ngày, đội đăng ký quản lý xe thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình đã đăng ký mới và sang tên đổi chủ cho khoảng từ 50 đến 100 phương tiện. Qua hoạt động đăng ký của 9 tháng đầu năm, đội này đã phát hiện khoảng 50 trường hợp là xe gian, xe lậu bị đục lại số khung, số máy và đều không có giấy tờ hợp lệ. Đa số loại phương tiện đều được người dân khai báo mua cho các hiệu cầm đồ. Cũng là một cái tâm lý chung là người dân rất là tham rẻ và cũng có một số những cái trường hợp là người dân không hiểu biết thì người ta cứ tưởng là mua như thế là có cái giấy bán rồi. Cái chủ hiệu cầm đồ thì họ thường đưa cho nhân dân một cái giấy bán nhưng mà lại không có xác nhận của chính quyền địa phương và cái giấy bán đấy thì hoàn toàn không có giá trị pháp lý gì. Thế nhưng mà người dân lại tưởng là như thế là đã là xong rồi. Cũng theo Thiếu tá Hằng, phần lớn các trường hợp mua phải xe gian, xe trộm cắp là người dân tộc thiểu số và đều rất nghèo. Nhưng mà để giải quyết được cái xe đấy và tìm được ra cái đối tượng mà cắm ký cái xe đấy thì hiện tại cũng rất là khó. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình thì cũng đã tiếp nhận rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng tôi chuyển sang, như hiện giờ thì hầu như là cũng chưa giải quyết được cái việc này. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, tình trạng người dân mua bán phương tiện không sang tên chuyển chủ hiện diễn ra khá phổ biến. Trong số đó, có rất nhiều phương tiện là xe gian được các chủ hiệu cầm đồ mua lại và sau đó bán lại cho người tiêu dùng. Nhiều phương tiện tuy có đầy đủ đăng ký, nhưng giấy mua và bán lại không có xác nhận của xã, phường, thị trấn, nên coi như là vô giá trị. Thậm chí có những trường hợp, do là xe gian từ trộm cắp mà có, người mua đã đục lại số khung, số máy, sử dụng biển số giả và bằng mắt thường thì rất khó để phát hiện. Người dân ấy, người ta mua, có những người ta không hiểu biết về pháp luật. Người dân vùng sâu, vùng xa, người ta cứ tham rẻ, người ta mua thôi. Nhưng thực tế, nếu mà anh cố tình biết xe gian, xe lận, nhưng mà xe lậu, nhưng mà vẫn mua thì là liên quan đến pháp luật, xử lý pháp luật được. Nhưng có những trường hợp người ta không biết, thì người ta mua, thì cái này cũng là cái trường hợp thiệt thòi cho bà con nhân dân thôi, chứ không xử lý được. Cách đây hơn một tháng, tại thành phố Hà Nội, Nam Định hay thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã công bố phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng giấy đăng ký xe giả đến làm thủ tục sang tên đổi chủ. Trong đó có cả ô tô dùng đăng ký giả hoặc bị đục lại số khung, số máy. Vì thế, để tránh tình trạng mua phải xe gian và xe lậu, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an mới đây khuyến cáo, sau khi mua xe cần tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ ngay, không nên mua bán qua trung gian, giao dịch bằng giấy viết tay mà phải có công chứng. Ngoài ra, người mua cần biết rõ địa chỉ chủ bán xe. Bản tin Giao thông An toàn ngày 6 tháng 10 của kênh VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo. We'll be right back.